con gái 4 tuổi của Đức Tiến nói một câu khi đứng trước bàn thờ bố khiến ai nghe cũng đau lòng. Vừa qua, thông tin diễn viên Đức Tiến bất ngờ qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều người bàng hoàng. Những ngày qua, bạn bè, đồng, nghệ tài Mỹ liên tục chia sẻ bài viết đưa tiễn nam, nghệ sĩ. Mới đây, Triết Di Phương Trinh, vợ Hoàng Kiều, đăng tải video hé lộ khung cảnh bàn thờ của Đức Tiến tại Mỹ, xung quanh di ảnh của nam nghệ sĩ, được đặt thêm nến và hoa tươi ấm cúng. Trong video, người xem xót xa khi thấy cảnh bé Mèo, con gái 4 tuổi của Đức Tiến thắp nhang cho bố. Triết Di Phương Trinh kể lại cô bé đã hỏi mẹ vì sao không được đi thăm chú giống bố. Đến hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn thấy sốc, chưa tin đàn em đã qua đời. Vợ cũ Bằng Kiều cho biết bé mà hỏi mẹ, ba được đi thăm chú, sao bé Mèo với mẹ không được đi? Tiến đã đi thật rồi sao? Tại sao hình của Tiến lại ở trên bàn thờ thế kia? Làm ơn ai đó thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng này. Vì gặp khó khăn trong việc mang thai tự nhiên, cả hai đã từ Mỹ về Việt Nam để thụ tinh nhân tạo, tới lần thứ hai mới có tin vui. Từ khi bé Mèo chào đời, cuộc sống nam nghệ sĩ xoay quanh con gái. Theo chia sẻ trước đó một ngày, Đức Tiến vẫn chưa được về với gia đình vì phải tiến hành khám nghiệm theo quy định. Sau khi hoàn thiện một số thủ tục, gia đình sẽ đưa anh về nhà tang lễ để bạn bè đồng nghiệp thăm viếng. Người thân đã chi 30.000 đô la mua một phần đất tại nghĩa trang để chôn cất nam nghệ sĩ. Trước đó một ngày, Triết Di Phương Trinh thay mặt Bình Phương lên tiếng đính chính những thông tin sai sự thật sau khi đàn em qua đời. Nữ ca sĩ phủ nhận thông tin bà xã Đức Tiến đang mang thai lần hai và phủ nhận việc nam nghệ sĩ bị bệnh tim bẩm sinh. Triết Di Phương Trinh cho biết thêm cô lên tiếng chỉ để đính chính thông tin sai sự thật, chứ không có ý trách cứ một ai. Con gái Đức Tiến tên Madi Sơn Nguyễn, tên tiếng Việt là Mai Phương hay còn được gọi thân mật là bé Mèo, hiện được 4 tuổi. Nhóc thì rất xinh xắn, bé thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những nụ hôn, cái ôm dành cho bố. Nam diễn viên từng thổ lộ, từ ngày có em bé thì công việc bận rộn hơn rất nhiều, nhưng thực sự đứa con giúp dung hòa được mọi thứ, đi làm có cực khổ, mệt mỏi về chơi với con là mọi thứ tan biến hết.